Maxi không có lo, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với Rap Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh nữ đầu tiên. Với Mai Âm Nhạc, âm nhạc không chỉ để nghe, âm nhạc còn là music. My music on stage. Think of you, I know I biết bao đêm nhung nhớ. Anh từng đêm thao thức mỗi hôm đó, em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây. Bên nhau được gì ngoài những người thương bên tai vẫn luôn thầm thì. Nhưng sao lạ khi niềm tin em trao cho anh còn lại đang bỏ phí. Somebody told me rằng thấy anh đi bên ai rồi. Đến hôm nay anh mới cảm thấy you waste my time. Yeah, you are my type, you are my vibe, you are my everything. You are my sky, you are my life. Sao anh lại dối trá? Em như con rối từ trong bóng tối lang thang với những cơn say. Em đừng có lỗi, sao anh không nói? Mặc kệ em với những nghi ngờ. Wake up, thì được không phải những lời hứa đằng sau. Anh đang ở đâu? Trả lời em một câu. Yeah, yeah, yêu hay không yêu, chọn một trong ai. Đừng để em phải chờ lâu. Nhiều thứ phải nghĩ nhưng nghĩ về anh lại là thứ khiến em đau đầu. Wow, như một bộ phim slow mo, lung linh trong đêm như ánh đèn màu. Đó là lý do think of you lại là thứ khiến em đau đầu. Như một bộ phim slow mo, lung linh trong đêm như ánh đèn màu. Only think of you lại là thứ khiến em đau đầu. Yeah. Và thưa quý vị, hãy cổ vũ cho CJ. Mọi người gọi anh là Hải Chi, đến từ OTD. Yeah. Gặp em lần đầu tiên khi chỉ ông cả hai còn non trẻ. Tâm hồn anh cả chua và em là trái trên cây còn ngon nghẻ. Kể từ ngày hôm đó cứ mang theo những suy nghĩ bị mìu. Một phần dành cho nhạc, còn dành về em thì tỉ tỉ đường ta. Chen nhau giữa phần thanh xuân ôm lấy nhau từ một lần nhanh chân. Khi mắt anh như ánh nắng thì nụ cười em như là vầng thanh vân. Nếu cuộc đời là tờ vé số anh muốn mình phải chung số phút thề. Ta bên nhau trong vô thức bị tình yêu gia vào một cõi u mê. Đôi khi quên mất đi chiếc đồng hồ của anh không quay ngược lại. Tâm trạng như con chim bị bắt đột ngột không còn được bay được chạy. Đẩy em vào suy nghĩ trên một đường ray trường. Mãi về khi trái tim biết yêu khói ốc như quên điều hay được chạy.
Sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Sau mỗi lần chúng ta, anh lại có nhiều nguồn cảm hứng. Anh nói ra miệng như thế, em là của cả đời anh. Đúng, anh nghĩ mỗi ngày như thế để vũ trụ sẽ trả lời anh. Lý do con người tồn tại là vì tình yêu chưa thể nào ngừng. Mặc nhau mà khép nín thở bình tai, nhưng trong lòng ngực vẫn luôn trào dâng. Feel vào cái micro những điều tuyệt vời, có thể nghe thấy người nếm chạm đúng một ngày gấp đôi. Hai giờ dùng tim cảm nhận để gửi đến bạn. Tay ôm nhau mình trong tâm trí, anh như đang tay trong cầu kỳ, luôn mang em theo trong suy nghĩ. Bây giờ mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón một thí sinh đến từ Đồng Nai. Xin mời. Vào sâu, đừng có qua cầu, xong rồi rút vàng. Còn một khi đã chơi, là phải chơi lúc cạn. Anh là dân thường, không phải dân chơi. Nhưng mà anh làm nhạc để cho toàn dân chơi. Alo, alo cho bạn thân ơi, đừng buồn khi đường đi hai chân lạ. Hôm nay mình yêu luôn, đừng để mãi âm nhạc này. Mày còn vang, game này sẽ còn vui khi trong đó còn can. Tìm về hướng mặt trời. Rồi trong màn đêm tối, mình đi cùng con phố. Để tâm hồn dẫn lối ta đi mà ta đến. Hãy đến, hãy đến với nhau. Hãy cất tiếng ca cho đời về. Nhà vui cuồng quay nhịp chân rộn ràng. Ra đi, ra đi, ra đi. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Hãy đến với nhau đêm nay.
cất tiếng ca cho đời mê say. Nhạc vũ cuồng quay nhịp chân rộn rã. Hãy đến nơi đến với nhau đêm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đây là ai, đây là ai, đây là ai? Quá đẹp trai, quá đẹp trai, quá đẹp trai. Bước đi vào club sao bị quyền tài. Đẹp trai như đi xây tì, vô cân nằm bình hài. Làm cho em quẩy hết mình và tung hết tí. Thì kết gì quên mất lòng bài là thứ hai. Để làm được điều đó anh phải chân chút bành dài như Lee Min Ho. Tối bên nằm check Facebook hàng loạt nàng thơ như xin info. Bảnh nhất đêm nay khiến cho em thêm say nhớ tên anh sáng hào. Em thấy cô đơn và lạc lõng khi trở về muốn gọi điện bài sáng hào. Yêu màu hồng cái từ giả dối thế mà họ bảo anh nói điều. Nhưng sự thật họ không muốn công nhận vì anh đẹp trai thì người có nhiều lưới. Đẹp trai lại bad boy style lại lùng lùng. Em tắt what they said. Quyên tin đi và hết trong bà nước vàng giá. Vì đã làm cho nó trở nên cháy khét. Quảnh sẵn nghe để trọng trì. Nhưng sửa soạn để em đợi hơi lâu. Ngọt ngào như lưu whisky but sorry babe. Thôi trời đâu. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. 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 Body săn chắc, giàu mùi. Sức đề kháng anh cao. Em thích săn bắt anh á. Vì em thích anh hao. Anh bảnh không chành. Khi mà em đi tới anh cứ tựa như một khủng chành. Anh hiểu một điều rằng sắc đẹp và sẽ phải nhận hết tất cả những lời đàm tiếu xung quanh. Bảnh nhất đêm nay khi cho em thêm say và nhớ tên anh sáng hào. Em thấy cô đơn và lạc lõng khi trở về muốn gọi điện bài sáng hào. Yêu màu hồng cái từ giả dối thế mà họ bảo anh nói điều. Nhưng sự thật họ không muốn công nhận với anh. Đẹp trai thì người có nhiều đứa. Sở hữu vẻ đẹp tiềm tàng khiến cho em cốt lên là ối rồi ôi. Cái đơn tỏ tình nhưng em cũng chỉ nhận được lời từ chối mà thôi. Biết rằng nói điều đó sẽ làm cho con tim của em đau. Nhưng còn rất nhiều người xếp hàng nên hồ sơ em có lẽ xem sao. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai thì người có nhiều đứa yêu. Anh yêu các anh, anh yêu các anh. Yeah, you are. Yeah, thưa quý vị, sang hào. See you. Cảm ơn tất cả mọi người. Chưa bơ làm gì chỉ làm em nhòe đôi mây tôi em. Họ không còn yêu em nữa tiếp tục đứng dậy và đi tôi em. Em phải chấp nhận chiều mai tan ca mà không ai đưa em về. Em nói là em không khóc tất cả chỉ tại cơn mưa bên lề. Đôi thuốc lá đỏ ở trong phòng tập và đôi mắt em ướt. Tự em muốn là hủy kết bạn hay là tắt sen trước. Tự em muốn là nghe nhạc xám chiêu ở khu cổ ba. Em nhớ lần đầu gặp mặt là một hộp quà với thật nhiều sô-cô-la. Em đã có bao nhiêu cuộc tình, đến khi anh này kia tắt sao chỉ mình em trong phòng lặng thinh. Em chặn hết một số liên lạc, giữ cho mình bình tĩnh. Em chỉ viết ra những cảm xúc nào có thể giấu ở sâu màn hình. Và người ta đâu biết là có nhiều đêm em buồn. Và thuốc lá là thứ làm cho con tim không còn thất vọng. Tình cảm lại quay về con số 0. Em nằm thu mình trong căn phòng bất động. Em nghĩ là em đã quen với việc kìm nén cơn đau. Tự em muốn là một người cùng ngồi lại vào sáng hôm sau. Tự em muốn là trong tình yêu này có điều gì thay đổi. Vì theo em thấy là ngoài việc đó thì có gì đáng hơn đâu. Và em không bao giờ giữ cho riêng mình phần trọn vẹn. Em sống giữa dòng thành phố rồi mắc kẹt trong những bon chen. Em có nhiều điều chưa hỏi sâu bên trong con tim dồn nén. Nhưng cuối cùng mới rồi cũng thế cũng bỏ đi hết để lại em. Mình còn lại gì ngoài cô gọi 2 giờ đêm. Mình còn lại gì ngoài người dường như giải thể. Em
đi một mình về nhà. Mặt trời trời mưa đã rơi, không còn tỉnh táo để vượt qua niềm đau tại tôi. Em đã có rất nhiều câu hỏi, chỉ mong được nhận lại câu trả lời. Đôi khi chỉ trong vài khoảnh khắc mà con người ta lại mong cả đời. Em ơi em à, vì tình yêu này đâu có đúng đâu mà sai. Tại sao để những dòng nước mắt này lại lăn xuống chia làm hai? Những gì mà em còn lại là vài mảnh tình đắt đét. Vì em tự biết nếu đã muốn đi họ đã có nhiều cách khác. Chỉ còn lại em, chỉ còn lại em một mình. Cơn mưa ngang qua đây đưa em đi xa cuộc tình. Em chạy trốn khỏi ánh mặt trời nhưng tia nắng không còn hơi tỏ. Khi màn đêm nặng nề buông xuống, hai trái tim không cùng nơi ở rồi đâu. Một mình lặng yên trong hồi lâu, trao nhau niềm tin vậy mà lại không trông đợi nhau. Em đang còn tin vào lời của hai ba người sau. Vì đêm thường mang niềm đau vậy nên tình em vùi sâu. Phải chi là xa nhau được đâu. Em đang nhận ra điều gì ở bên trong từng câu. Cho đi mà không nhận về, bình thường tôi em tình yêu sao mà trao được qua lời. Em không ở lại nhưng vẫn cho tình yêu này ra đời. Tôi thêm mây và da trời. Don't cry baby, don't cry. Cứ gọi tên rồi uống đi. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khó. Biết em đứng ở đâu đó, cơn mưa Sài Gòn còn màu đỏ, hay do đôi mắt em đỏ ngầu, hay que diêm đã tắt đi đầu đỏ. Anh biết em đứng ở đâu đó, nhà trang đường về bắt đầu nhỏ, 1080 bắt đầu rõ là. Sám với tiếng hát rất là mượt mà của Sophia. Ngay bây giờ sẽ là một thí sinh cực kỳ hot. Số phận bạn sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Lang thang đi qua nhiều cơn giông, nuôi cây đam mê mong ngày đơm bông. Đã có lúc thấy nghĩ đâu ai thèm trông mong, và mấy cái thứ kiến trúc kia chưa được dọn xong. Mà chân đôi khi phải lấy đây qua tháng ngày dài. Niềm tin to như hành trang ta mang vác khải vai, thử thách quanh ta nuôi lớn cho ta một ngày dài. Đặt cạnh thiên biên nên nắm em buông bằng tay ai kìa. Việc mưa tôi rơi trên mái không còn hiên nào che lại đâu. Chẳng ai lo luôn tư thái kẻ nào sẽ làm ta phải sâu. Thời gian cho đâu cho phép ông chỉ nghe lời ta nguyện cầu. Đừng có con trong cơn rẽ để phong hoặc trong một phép nhiệm màu. Một hoa ta chăm đôi khi ai đi nhau gì lấy nát tương. Điểm tin nhân vơi đi do câu chơi bay gây nên sát thương. Những khó khăn bất chấp cũng là một phần đoạn đường, khiến nơi nhóc ngọt tôi trở thành người làm thương. Và như anh đến luôn rồi sao trong màn mưa. Dù đằng sau không ai luôn nhìn theo bước chân ta đi về đâu. Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu. Khi không bước trên những con đường yên bình ấm êm. Xa xôi, ngọn nến đó ta vẫn giữ không bao giờ được dập tắt đi. Tháng qua lâu, thu mình trong một góc được côi. Dù biết âu lo bộ phiền, chỉ khiến ta mà tóc ấn thôi. Chẳng mong mấy lời trở từ thuyết phục bằng vẻ tiếp bông tôi. Để được thấy mình trở thành hơn thay vì được không trong đôi. Đôi lúc do tất cả nghĩ, khiến cho ta bị đạn trí. Nối thiết tha dù hòa mỹ không một câu viết ra vào nhạc nhí. Hoặc định để bao nhiêu cơ hội cũng bay vút qua trong uổng phí. Hoặc tôi kiểm soát lấy đống tâm trạng cho dù có ai làm quản lý. Gotta keep the flame, mình tỏ way phải kiên cường. Nghe lời mà không được quên được tim mà tiêm nhường. Tiếng hò reo anh hò qua đều không thể xem thường. Bởi vì ngoài kia là những cảm xúc thì không nằm trên giường. Phải làm sao cho bao mây đen kia thôi sẽ qua đi bằng mai. Bị trả tay lao đi như ngôi sao sáng nhất không phải. Vì thành công sẽ đâu đến nếu không có thất bại tồn tại. Và điều quan trọng là dù tham vọng nhưng không quên mất vì là ai. Như anh đến luôn rồi sáng trong màn mưa. Dù đằng sau không ai luôn nhìn theo bước chân ta đi về đâu. Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu. Khi không bước trên những con đường yên bình ấm êm. Khi cùng mưa rơi, anh đến trong màn mưa rơi. Gió muôn rơi
em còn xa xôi. Ngọn nến đó ta vẫn giữ không bao giờ được dập tắt đi. Yeah, thưa quý vị, Cozy. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ thí sinh. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, dẫn bầy nồi bát chim với nước non mà em vẫn giữ tấm lòng. Em sắc em son, thân em vừa chấm vừa tròn, đánh đổi cả nhan sắc đời em. Chim nở cùng với nước non, lúc gấp lúc đào, lúc phải giữ vẻ thân cao. Người người nhìn thấy muốn lấy được em, nhưng không chờ em chứng danh nào đâu. Em đâu muốn như vậy, đâu có muốn chết đây. Em muốn làm chủ cả cuộc đời, không một ai phát xích quá dày. Em chỉ muốn, em không cần phải nhìn xuống khi lời em nói việc em làm để tự do mình muốn. Giờ ta lòng son, giờ ta kẻ nặng, giờ những lòng đồng mà chân lận đận. Có cách kêu xa, rồi cho bạc vận, với những trong mong, rồi em mà vận. Mình là thời gian, vô dịch tàn nhẫn, thế này sẽ giữ với chính bản thân. Mà cho thiên hạ thì vẫn lúc phải nằm tiếu, phải mày phụ nữ em còn đưa làm lần. Em vừa trắng lại vừa tròn, em vừa trắng tròn, chính nó cùng với nước thân. Bầy nồi bát chim với nước non, mà em vẫn giữ tấm lòng. Em là thân phụ nữ yêu đuôi chân yếu tay mềm, nhưng nay em đã không còn như giờ tay em mềm như vai em chê. Nơi em nói được đọc thành sách quyển, có ra về vì em làm luôn luôn được phát triển. Và mời Kulik. K-I-L-L-C, baby. Yeah. Mưa đang rơi, hoặc cùng nước mắt là kỷ niệm xưa đang trôi trên góc phố. Không có tiếng còi xe, không còn nghe tiếng cười chê. Và tim em tổn thương được tình yêu đưa sang chơi. Giữa trời, em thắc mắc tại sao tình yêu lại đau. Vì hạnh phúc đi mất những giấc mơ vẫn kéo dài lâu. Lúc bình yên, yêu trong mơ mộng hết tình duyên. Yêu trong vô vọng, kỷ niệm cha mẹ cất vào đâu. Em không tin tình yêu một chữ đau, nhưng cảm giác lại có cả nghìn kiểu. Rồi thời gian sẽ khiến nụ cười thêm trầm tư, khiến đêm buồn rơi cũng tan giống như vài bọt bong bóng. Tình yêu như hát ca rồi cũng sẽ mai một trong sóng. Chỉ có một đời nên nằm ít sau một hơi chưa và mỉm cười. Cứ tan giờ những đêm đêm tối nơi, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ chôn vùi lắng lơ và sáng mai. Chất đen mình chắc đâu còn yeah. Đúng sai. Yeah, nhưng mà tình cũ không giữ cũng đến.
tắt điện thoại. Vết thương cứ theo, nước mắt để lại ở trên mặt trường cứ gieo. Em quên mất hiện tại, trong tim tổn thương vẫn còn đó, mà nỗi đau vẫn nhòm ngó, những vết thương đâu thể tự lấp liền lại. Từ nhau mình đừng tin em và hát là một đôi, tiếc là không diễn cùng phim. Hỡi người từng nhắm mắt của mình có không giữ mất, đừng tìm lời thì yêu bằng lý trí, ngày trước yêu từng dùng tim. Nhiều chiều đừng mà em chẳng thể chụp vào ai, yêu đâu ai biết lúc nào đúng lúc nào sai. Em coi hát là cả cuộc sống, những cuộc sống của thằng nghệ sĩ thì chỉ có bút và mày. Lẽ đó chẳng mình lặng ngày con tim không tâm tình. Sau những lợn than trái tim em cũng thời gian, sẽ hiểu người khiến em yêu mà không đau là chính bản thân mình. Trước khi yêu thì đỏ mặt, sau khi yêu thì đỏ mắt. Dù phải nén từng hơi thở chặt để tìm giải pháp, thì hãy nhớ giọt nước mắt của em có thể là nụ cười của người khác. Dù trái tim có bị dây sát, dù cảm xúc theo thời gian có bị phai nhạt, hãy mỉm cười dù tình yêu lạ gì, tình cũng chỉ là chuyển đổi từ niềm đau này sang niềm đau khác. Yeah. Đây là thí sinh cuối cùng. Alo, em hả? Anh đang thi rap Việt nè. Ở đây có nhiều người nổi tiếng lắm, có Vicky nữa. Em mau bật tivi lên coi đi. Có được em số, nhưng mà cứ được em là phước đức mấy đời. Hồ đó, từ nông thôn mà xuống phố, giờ anh lên tivi là dưới quê em thấy rồi. Đây là tiếng nói khác thành Friday Night Live. Phá sân khấu rap Việt thành Paris by night. Rồi em quái phi, không phải only fan. Nhan sắc trang sức như là Johnny Dan. Từ mắt môi nhìn được sun screenshot, là hot face nhiều người comment tin God. Ta sẽ không thuộc chân mặt trong bên hào, dắt em vào nghìn lẻ một đêm như Sinbad. Đêm nay hangover, kêu em mắt này ơi. Em chơi anh rap lớp thì chắc ai coi. Lyric so deep, chỉ như là mô tiếp chỉ, làm em thở gấp chỉ. Chỉ anh nhắc hai hơi, mau lấy tiếng biết chèn vô. Cô cần nhắc micro, anh chỉ cần ghi hình một phòng là nhà anh đắt live show. Trái tim anh là toán học, hướng về em như vậy tôi. Để đứa bị giảm còn dám nói gì qua nhà em nè. Oh, let's go. Amada. Ok. Bạn anh suối cua được em hiện nay là mốt. Người ta nói hôm nay ngày mai là phốt, nhưng vẫn thiết kiệm gì em thấy anh tiền gì. Bước vào là phim thấy em ngờ như nay là hốt. Khiến anh hậu mana, I never older. I'm coming home with you, you call phải Peter Parker. Tránh xa sừng xì, bye rap như sang. Em hứa sẽ quăng tìm nếu như đi thi được quăng nó. Vì anh không nói mà anh chỉ làm. Số dư tài khoản lên tới tỷ ngàn. Chào cao xính lễ, mọi người kính nể. Một câu rap của anh là đổi lấy một chỉ vàng. Anh đi ra thì diễn đàn, thì chàng nháp đi lên. Thứ hồi cho anh cúp vàng nên có một rap SEA Games. Thành danh hài rapper, vậy em thách ai đây? Vì anh là ứng cử viên đắt giá cho dù có Black Friday. Ok. Tìm người có ý chí làm ăn, ngoài anh ra chắc không ai bằng. Mình chẳng phú quý giàu sang, ngoài ba chân gửi em chân thành. Khi em muốn cắt cùm cùm, họ xong ăn tối ăn xong họ. Khi em muốn cắt cùm cùm, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ayo, phía kia không biết cắt cùm cùm là gì, nhưng mà thích thì để vô. Let's get it. Chúng ta đang đến với vòng thi thứ hai của Rap Việt, vòng đối đầu. Mở đầu cho vòng thi đối đầu, chúng ta sẽ đến với một trận chiến hết sức nghẹt thở của một trong những vị huấn luyện viên, đó là Karik.
Ricky và Toucan với Đó Là Anh. Nếu như thầy anh bước ra từ cuộc tàu sống sao? Chính xác anh chính là sinh nhật phố quá. Đó là anh đây. Không thật chẳng nhưng mà bảnh, anh thật bảnh. Đó là anh này. Anh và Trang trông thật sang chỉ vì sâu sắc. Vì đó là anh đây. Từ miền Tây anh là bay và anh là bass. Đó là anh này. Anh DJ Ricky baby mấy chục đáy xê. Khúc này anh thở. Người ta nói anh bỏ học là anh lỗ. Còn thầy bố nói năm nay số anh đỏ. Nói anh nổ mà thi là anh đổ. Dòng họ anh cầm phấn. Tôi tiên thì cầm thuốc. Mà mẹ lại cầm đồ đánh kiếm anh cầm cao. Thì cầm lấy bằng thứ và làm anh làm phước. Còn em thấy chăm chỗ muốn kiếm anh làm cha. Anh nhai tất cả thứ có thể ăn được. Đi những khách sạn không cần căn cứ. Càng cắm các cảng. Các cô các cậu trên các kiểu cốc cô cùng kẹt. Các cô cũng có câu cái gần cô kia chăm chỉ. Chỉ chắc có cái cô kẹt cùng kẹt. Thì đó là anh đây. Không hề chẳng nhưng mà bạn là anh thật bạn. Vì đó là anh này. Anh và Trang trông thật sang nhưng vì sao sáng. Vì đó là anh đây. Từ miền Tây anh là bay và anh là bay. Vì đó là anh này. Anh DJ you can baby make you raise up. Vì đó là anh. Bay như cơn gió đó khó mà phanh. Nhưng dù có bó không thể bó buộc anh. Là một bài nhạc cho bạn nó thuộc nhanh. Anh lắc thì boy không gắt thì thôi. Nhạc anh sang sàn vì anh hai ca. Người họ cùng đến đây sẽ khai hoa. Người ta hay nói anh bị điên rồi. Vậy thì em bắt lấy nhà thương đi. Flow anh hoàn dài như người trên đồi. Nhảy tưng 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 như là Cương Thi. Anh có cái điệu anh ấy bí truyền. Cha 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 tùy quyền. Em không phải gỗ đâu mà cưa. Bởi vì anh thích nghe về từ con két. Không phải là người đầu tiên nhưng ở lại cùng em để cái chót vét. Như là Bermuda okay. Xoay em vào vùng tam giác. Muốn biết anh là ai là, nhìn vào người đang đó là anh đây. Không phải chẳng nhưng mà bắn. Anh thật bắn. Vì đó là anh này. Anh và Trang trông thật sang như vì sao sang. Vì đó là anh đây. Từ miền Tây anh là bay và anh là bay. Vì đó là anh này. Anh DJ Ricky baby make you raise. Đó là ai, đó là ai, đó là ai. Đó là anh. Đó là ai, đó là ai, đó là ai. Đó là anh. Đó là ai, đó là ai, đó là ai. Đó là anh. Đó là ai, đó là ai, đó là anh. Anh, anh. Vì đó là anh. Người ta thường nói anh bộ đời. Còn ông anh tên gan của anh. Gió sương bụi bặm. Hai gan dắt em vào nhà thương. Hỏi anh sẽ dắt em lên núi cắm. Đã thấy rồi nha, đã thấy rồi nha. Là tối hôm qua là có người la 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 la. Thấy buồn yêu thì nhớ người yêu bằng chiếc chiều chiều. Cứ một lời cảm ơn cho cư dân mạng. Cho bao nhiêu thương tâm tư thân tặng. Sẽ có lắm lúc cô đơn tình trường. Nhưng không sao đâu ta luôn bình thường. Nói năng thực tế, đối nhắc sự thế. Dùng theo bản chất, trở nên đặc biệt từ những điều đơn giản nhất. Bỏ xuống cái tôi, lấy sự kim nhường là người cái đảm nhất. Thưa quý vị, Cozy và Mai Âm Nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, ta đã vội buông hàng nước mắt. Còn ta vọt đời bằng những nụ cười, gửi lời chào kèm theo món quà rất đắt. Phải đón nhận nó như một thứ gì đó mà cả đời này sẽ không quên. Phải xếp nó ở trong một chỗ ngay ngắn, một lòng sẽ phải khắc ghi lên. Ta ngủ phù trong vòng tay mẹ để thấy ước mơ chắp cánh ra tay ba. Ta lớn lên cùng bạn bè ở trường học và cả chốn xa hoa. Ta trưởng thành cùng những giàu sang để thấy lòng người chẳng thể nào mà định giá. Ta chống gậy mà mầm với tuổi già để đến một kết đời vội vàng và ta vẫn cứ bước đi dù biết kiếp nặng phía trước còn đang đợi đừng để lạc lối. Bước đi vội bị niềm tin lòng ta vẫn ca ngợi vẽ lên trang giấy một linh hồn mang hình hài của một nhà thơ ngồi một góc và tự hỏi những băn khoăn lặp lại đến bao giờ. Ngày mai ta có con đứng nơi đây để gió đưa đi cùng mây. Và liệu ta có thấy màn đang giăng đầy đời ta nếu chợt buông tay. Bao nhiêu băn khoăn ấy, bao nhiêu lo âu này, tìm về bên ai để nói ta hay. Liệu ta có giữ lấy được những đông đầy ta lưu qua tháng ngày. Ra khắp lối, đi vô rắc rối.
hay để ngồi than tại góc tối. Âu lo bức bối, đôi giày mọc nhồi, giữa đôi tay run và bước chân ra sắp phôi. Cho nó phủ đầy thách thức và cam go, không được đủ đầy vì khó lên bàn cho. Nhưng mà mắn có giọng nó có vang to, cuốn tao biển lớn trong một căn nhà hoang sơ. Và đôi khi tưởng chừng thì vào những năm bị che khuất, họ bắt ta gục ngã với trở nên e ấp. Nhận ra chuyện bản thân ngoài gia đình là những người có thể đối xử với ta một cái phe nhất nghe rất. Nhiều điều nói khi khi, vấn đề rỉa sói với cái thói tinh vi. Một tao mắc kẹt, muốn cho đứng nguyên si, nhưng ta không tin vào lời phán đoán tiên tri. Nhà bắt ta sức đóng vào đủ huyết quản, nhà bắt ta ý chí sau khi biết nản. Vừa cả ta bài học trong ba lời chi tiết, không thuộc vào lý thuyết thì có viết bảng. Phải đi tiếp cho dù cơ mà giống giải rác, chưa từ lăn tăn thì đã lộ trọn rap. Chưa từ cố gắng khiến thời gian phai nhạt, từ những nỗi băn khoăn trong ta anh giải đáp. Buông tay, bao nhiêu mà quan thôi. Âu lâu như là âu này, tìm về bên ai để nói ta hay. Liệu ta có giữ lấy được những đau đây? Ta lưu qua tháng ngày. Chuyện cho chính mình mà thư, chút tâm tư của ngày sinh khao khát hết lên với bầu trời. Những tiếng vô tư ta thử cho đến ngày ta đã từng vội vàng. Vội vàng chạy theo những ước mơ xa vời, cho mày tóc mày đã vàng, mày ấm khi ta rời. Có bước khắc ghi từ lúc ta qua đời, nhiều lực cho bản nhạc ta viết chưa ra lời. Chuyện rèn ta gặp cõi dân gian, vẫn cứ vùng trái cho ta cùng hóa cho tan. Nếu ánh mắt chẳng còn thấy được ánh dương tàn, ta biết mình đã thảo suốt cả một đời phiêu gian. Lưu lại trời vời đã từng đau mắt cá, họ lấy rồi trả, tao có tim chắp vá. Sau tất cả ta tự mình nhận ra là phải có vất vả trở nên sắt đá. Ta đã được ban cho một lần để sống, người thì ao ước cái con nó chỉ vài đồng. Đánh thức suy tư quan tâm không định bằng công, chân trong từng phút mình tồn tại có được không? Ta đang vươn sông đưa con bóng người lên thui, chẳng mà ta hết xui. Nhưng trước khi ta xa này ta lui, ta còn nơi phải trở về để mà tìm yên vui. Sang Hao, Sai Di và Sea Chain. Sang Hao, em lại đang bị thị phi trên mạng xã hội nữa. Right. Yes sir. Sang Hao, let's get it. Yeah. Sạc pin bảy tết để chiến và đà, giờ bị lộn bởi như thế đúng mà sao ta. Biết mà là ác ý, có cái đắc chí khi họ thấy bản thân anh đang bị vướng vào những trò mà. Có những kẻ mà hoa bốc phét về bài nhạc, thế anh trên beat vẫn còn sạc sạc. Cư dân đang có phím lạch cạch khi họ nghĩ anh đã bị tạch tạch. Họ chỉ biết ngồi phê phán, dù không biết tuổi quê quán. Tặng anh rổ gạch trên trán, anh nhặt anh mang về quê bán. Anh biết điều đó là có sai, ai chẳng muốn anh tiết em trai. Đâu cần biết mình đi về đâu nè, tin đồ xe của mai mươi sáu nè. Sao lại lại để mà nói, đừng kỳ thị người đâu hỏi. Bọn anh chất lên đừng cuống soi, em là cừu non anh là sói. Đừng khuyên em ngất ngất ngất, thế thì vì skr skr skr. Đừng khuyên về là chất phát ngất, nó thì còn phát sát đất để chê. Drama, mọi người gọi anh là IG, đến từ OTD. Yeah, yeah. Làm ở trên đường đua càng thắm càng thua, còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to, còn ngang thật ngang lời nói vòng vo. Không là bom mà sao lời kia lại khiến vùng tim thành đống tàn trò. Ta nào chi tiền với lời đa nên lừa lại làm sao được khiến lòng lo. Xỉ phạt thị phi bằng lặng im, xử phạt thị phi bằng cảm thông. Chói là phải nhốt vào quảng tim, chữa chi tâm thức mà khoảng không. Biết người quá nhiều nhưng không biết ta hư. Thêm lỗi người trên nên nặng gánh dừng vai. Vì thắng tận thế nào cũng phải có, mà tội đâu gánh nào cũng phải có. Tôi là biết lắm hết sức cách thức để ném sầu bi. Thống nhất sống đúng chống với tỷ lệ ép cầu kỳ. Những lời ác ý tâm phải tĩnh lặng, vì thấu chỉ cả thiên thần ác quỷ. Là những cuộc tranh cãi nên hắn tìa. Đó là vì ai để cuộc sống em đầy sự khắc nghĩa. Thôi đó làm gì sai. Sẽ ra ngày mai, nhưng không quan tâm vì đây là cách khiến những spawn em thêm nhiều like. Bật lên trên cao thì biết nào đâu có tới khi bản thân của em down. Gọi em là crazy, drama queen vì em là ngôi sao. Đâu phải tự cao, danh nhiệt thì tăng người đời muốn em chưa hao. Không sao đâu mà vì chính em đây là D-O-A-M-A-S-I-T-A. You have to say it to my face. Tiến công cũng tin thì em vẫn slay. Oh, yes I say you hate. Yeah.
Everybody make some noise. Yeah. Drama Sita. Drama Drama Yo, what they say, Drama Sita. Drama Drama Yo, what he say, Drama Sita. Drama Drama Yo, what he say, Drama Sita. Drama Sita. Drama Sita. Drama Sita. Drama Sita. Drama Sita. Yeah. What? Drama Sita. Drama Sita. Yeah, yeah, yeah. Trên đường về nhà, cắn chặt môi, nghĩ về những chuyện mà con không từng nói. Con chỉ ước là những lúc con thật sự vấp ngã sẽ có ai để nhận lỗi, chứ không trên đường tối hãy cho con một chút ánh sáng mặt trời. Vì trong con giờ chỉ toàn bóng tối mẹ ơi. Bữa cơm hôm nay cha lại vắng mặt rồi. Đau đớn ở trong lòng con chỉ muốn, con chỉ muốn được nghe những lời mà cha hay la. Muốn xin lỗi về những điều con gây ra. Chứ con bước ra đời bằng đầu bên chàng chấp vả. Hãy cứ để con làm một người đàn ông tới cha. Con sẽ sống như chưa từng được sống. Sẽ không bao giờ quay đầu lại cho con đường này vất vả. Quay về nơi mà con gọi là nhà. Vì ba nói với con, gia đình luôn là tất cả. Cha thế nhé, đôi cánh mỏi rồi. Vĩnh biệt người tôi yêu. Còn trông mong chi để làm thêm hoang mang. Cần chi thêm nhau khi đã tan phai. Tao đã làm tất cả những gì họ muốn, nhưng luôn bị so sánh với lũ khác. Với thằng bé thiếu vắng đi tình thương thì biệt thự cũng chẳng khác gì mang con cũ nát. Và họ muốn tao phải hiểu sự đời mà tao nếm trải cảm giác đau thương. Và tao ra hạnh phúc khi tao là nụ cười. Tại sao lại trách móc khi tao không thầm sau gương? Tao chỉ là thằng nhóc mà thôi. Tiếng gào kêu kỳ khi cha cầm tóc bà ơi. Tiếng gái vã gào khóc khắp nhà tôi. Tao chỉ mong được nô đùa những đứa trẻ khác mà thôi. Tao từng không biết tại sao cha buồn thì mong gì mà nỗi đau tồn tại trong đấy. Tao tao mới hiểu em ta đi con đường là có thể bù đắp sai lầm của cuộc đời ông ấy. Cánh mỏi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu. Còn trông mong chi để lòng thêm hoang mang. Có trái cũng đã muộn rồi. Hãy để thời gian lâu đi. Vì cần chi thêm nhau khi đã. Tại sao đừng phải giá nhất trước mặt mà mày lại thấy toàn những điểm. Nhân vật xấu vì mẹ dạy mày chiến đấu bằng tình yêu, cha dạy tao chiến đấu bằng hận thù. Vì tao muốn được như những đứa trẻ khác, chứ không phải trở thành con mày vô cảm cần cù. Họ muốn mình chứng danh để có thể tích kỷ. Vì thân nào trưởng thành là giao công cảm xúc, nhưng tao thấy những suy nghĩ của mày thật bất kỳ. Thứ đứa trẻ cần đơn giản là hạnh phúc, thì nó muốn nhất không phải những lời cho có. Mà lúc có tổn thương có một ai đã liên qua, có một lý do tất cả là tao cho nó, nhưng mục đích không phải lúc nào không biết mình cho kết quả. Hãy chờ đón những điều tuyệt vời sắp đến với chúng ta, thưa quý vị. Ai muốn thi trước à? Dạ em ạ. Ok,
trước khi thi thì em rất là yêu quý các anh, cho nên là em chỉ đang hoàn thiện bài thi của mình và mong các anh thế là biết tất cả các anh rồi. Bé nó biết cư xử, nó rào trước đón sau. Nghe khúc này là không ai trách em đâu, đừng lo, anh là người chịu trách nhiệm. Thoải mái đi. Vâng thưa quý vị, Two Can. Dạ em xin có biết số 2 ạ. Yo yo, ai mà ai mà, Two Can, Two Can. Bin Di Hồng thắm lắm ta nhớ tên nàng, lạc như là anh Tít đang ngồi ngắm thiên đàng. Anh là khoa chính con anh để khoa phụ, anh cười tươi tắn con anh như hoa nụ. Âm thầm anh bin thằng trong mỗi quà quý, em ơi lão khủng kia anh qua quý. Lớn rồi em bày cũng tốt mà, nhưng lớn rồi anh qua quý ơi mình đừng chơi đốt nhà. Khoan khoan, xin lỗi. Đây đây. Em nói cái gì, cái câu cuối cho anh biết. Tại sao ai cũng vui, của mình tôi không nghe. Dạ em bảo là mình không nên chơi đốt nhà. Anh em thì mình không chơi nên đốt nhà. Kiểu là lúc đấy em đang theo cái mood freestyle đó. Ờ thì là ai, em nói về ai? Anh có nghe đến một cái tên mà, em cứ nói thẳng cái tên này ra. Để em giải thích cho anh Thành. Ai nói chuyện vậy? Dạ em quá quy. Anh Thành. Sao? Dạ ý của bạn á là giống như chuyện tình cảm, khi mà mình có bạn gái đó anh, là mình không nên đốt nhà người ta. Vậy hả? Dạ. À là có phải nói về em không? Em không biết, em trong này em không nghe gì hết. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Tu Can. Tu Can, anh nhớ mặt em á nha. Ok, vừa rồi là bài thi của Tu Can. Và bây giờ sẽ là Mai âm nhạc. Vâng, ba tổ chức Trang xin biết số 1 ạ. Dạ vâng, đây là một cái chủ đề rất là khoai. Nhưng mà để mà nói về anh Just Tati thì đơn giản một điều là không buồn lói. Đơn giản một điều là không buồn lói. Hình xăm của một chiếc sơ mi, độ đẹp size của anh nằm dày bói. Thấy anh trên TV, homie của em chúng nó cười khoái chí. Daddy của hai bé tí ti, gắn chân vai của một cái family. Và đây là Thanh Tuấn from Lady Killer. Trong mặt chẳng có gì thiếu nhi, nhưng sâu bên trong thì I'm a heartbreaker. Và đây là Thanh Tuấn from Space Speaker. Chúa tể giai điệu, ông Hoàng Flow cầm đầu hẳn một hoàng làm sợ vợ. Peace. Xin hết ạ. Chúa tể giai điệu, ông Hoàng sợ vợ. Yên tâm Mai à, cái phần cuối cùng không phải là giám khảo quyết định em, cho nên em yên tâm. Cảm ơn em. Tuyệt vời. Vừa đây có nói gì nặng quá với cả Mai không nhỉ, mà biết được cái này nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy là thí sinh thi mà giám khảo hồi hộp. Không biết khi nào mà người ta tấn công tới mình. Mình phải đổi lại cái cảm xúc chứ anh. Từ đầu tập giờ là toàn em gây sát thương rồi à, cho nên là em xác định tinh thần cũng khá khá rồi. Bây giờ sai đi. Mọi người cho em xin phép được tháo giày của em ra một chút ạ. Trời ơi, tháo giày ra nó chọi luôn em ơi. Trời ơi, con bé cá tính quá. Vào lại xe đi anh Wowy. Ok ạ, cho em xin con biết số 1 ạ. Yeah, anh Karik. Yeah. Yeah, dù the king của trên này đâu thể lạnh thinh vị. Người thấy đẹp trai nhưng đi cùng với một cái tính kỷ. Tên của bé là gì? Sai gì? Mới vòng 2 mà anh bắt em làm chủ để phải quay gì? Tới vòng này em đâu muốn đấu với gì trên. Nhưng khó vẫn phải làm vì trong tim anh break. Em muốn được ghi tên, không muốn bị cancel. Muốn làm center, không giữ em lại, đó lại là quyết định à? Yên rồi. Em xin cảm ơn. Tức là điên rồi. Quý vị thấy tôi đã nói đúng hay là sai? Ngay từ sau cái tiết mục tôi biết bé nó có nỗi đau. Đúng chưa Thiện Âm Thanh, em xác nhận chưa? Đúng rồi, em công nhận đấy. Ai cũng nói rằng ủa trải nghiệm mà. Ta đi thi ta cần đi sâu chứ ai cần trải nghiệm. Đúng không em? Luật hoa quả, luật hoa quả. Si chêm ăn bận như con bạch tuộc. Quý vị nhìn đi, người ta nhìn ta sợ rồi chứ thi cái gì nữa. Em đứng yên đó rồi tôi sẽ xử tới em. Em đừng có cười như vậy. Nhìn đi. Tôi buồn lắm. Con của bố già vẫn còn đang nhẩm lời. Kiều Liên đó, có như là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nha quý vị. Ai nói gì nói, em trai tôi nó vẫn nhẩm lời. Ok, mời Kiều Liên. Dạ, cho em chọn beat số 2 ạ. Số 2. Yo. Anh của Whee. Anh của
chắc thôi. Trong anh chất nên em đừng gắt mỏi, nên em nghĩ em hợp anh bin bad boy. Nhưng họ bảo em, họ bảo anh là bad, nhưng học theo anh bị gọi là bug phoi 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 phoi. Em có bà bích, em biết em thương anh nhất mà. Ôi anh Garrick, riêng anh em rất là thích. Hãy nói em cũng vậy đi, không thì em đánh gửi tình yêu này cho anh Remastic. Hên quá, sát thương chưa cao còn sống. Dơ cao nhưng đánh khẽ. Dạ dạ dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi A-Bar của bốn thí sinh. Trước khi giám khảo và các huấn luyện viên đưa ra nhận xét, tôi xin quý vị cho tôi một cái yêu cầu. Hồi nãy Best ID nói là cái bức xúc vì sao huấn luyện viên lại đẩy nó vô một con đường mà khốn khổ đến như vậy. Với những cái con người mà lão luyện như C-Chain, bây giờ anh mời C-Chain xuống đây để đối diện với vấn đề. Mời em. Anh chỉ muốn C-Chain làm cho anh điều này thôi. Nếu như mà C-Chain mà chơi A-Bar thì C-Chain sẽ nói gì? Tôi muốn biết thái độ của C-Chain. Mọi người đồng ý không ạ? Anh Thành ơi, nguy hiểm lắm anh Thành. Cái gì? Em cứ chuẩn bị lời của em. Anh nói chuyện với người này xong là tới em. Cái gì? Em muốn gì? Nguy hiểm lắm anh Thành. Vì sao em biết nguy hiểm? Em không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bạn em nó không được ổn định. Anh biết mà, đưa nó về. Nguy hiểm lắm đó anh Thành. Em nói rồi. Quý vị ơi, người ta đang nhẩm lời nè, bình tĩnh. Cái gì nó phải ra cái đó, cũng phải nói lên nỗi lòng của mình chứ. Cho em xin biết số 1 ạ. Ý, đó. Let's go. Check. Nếu như ta gặp nạn trong lòng ta, đừng lo thầy Khoa từng chống nạn. Anh không thích thật nhiều vòng ba, anh thích một vòng một đống bạn. Ý đồ của thầy Khoa là bày ra để kích thích cố gắng, nhưng sai thì bây giờ như xe con dừng lại bởi vì do bố thắng. Xin cảm ơn, 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 xin cảm ơn em. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Để không phải tình đâu anh sẽ lại ngỏ cơ gan. Anh ta lướt trên mình sẽ đếp màu xanh. Vì là xe nhựa không mất tiền xăng. Nó vào đầu cũng trong đất quyền năng. Nhỏ mà có vỏ lúc đó quyền anh. Anh rap tất cả câu trên chỉ để tăng lên thêm phần thú vị. Anh biết sao nào sai đi, mỗi khi rap luôn tập trung chú ý. Cả hai muốn chứng minh bằng thực lực chứ không dùng chiêu khác. Vì yêu rap mặc kệ người ngoài thế nào, với anh tụi em là real rap. Đến với vòng thi bứt phá, chúng ta hãy chờ xem những gì còn tiềm ẩn trong con người này và những gì khán giả chưa biết về anh ta là gì. Hãy chào đón đến từ team Garrick, Sam. Đứng ở ngay trước cửa nhà em mà sao em không ra em chê mình rồi. Tự nhiên anh can rất thắt luôn chứ ế. Ai giờ đời chỉ thế mà thôi. Không còn chiếu rạp. Nếu như em thích bộ phim truyền hình bắt ghế ngồi coi, cứ tưởng là cả đời nên đi thẳng. Ai về gặp em tự nhiên đá xin nha. Em khiến con tim đập pum pum bắt em, khiến cho lòng mình đôi lúc nguy nè. Nhưng là có yêu thêm 10 ngày năm nữa, anh sẽ không để tình trôi và dĩ vãng. Anh sẽ ghi thêm nhiều bàn kinh điển, sẽ sống như là chân suốt si đa. Nhưng mà đời thì không đẹp như là anh muốn. Mấy thứ này cũng chỉ có trong phim. Thì sáng thức dậy anh cũng như người khác, không phải là trong chuyện không có ông tiên. 24 giờ yêu em và hip hop, việc của anh làm là luôn cống hiến. Và đối với anh như vậy là vui vẻ. Ăn nhà hàng ngay cái đá công viên. No baby, ooh yeah. Bao nhiêu câu ca em còn chưa nghe. Cao tới sân chỉ con đường mưa, yeah. Thấy em đang gớt mang nhiều đưa, yeah. Lúc mi em mưa anh còn chưa mê. Nói ra như thế sao lại đưa. Giống như bà má nó xưa ghê. Giống như bà má nó xưa ghê. Nhìn hạt mưa tí tách nhẹ rơi trên mái tôn. Anh này quá ly say vậy sao mà anh về. Chợt hiện ra với những ký ức liền gọi điện nghe cho số em. Xin quá giang trên đường em tiện đi về. Điều mà em muốn nói anh không muốn nghe. Anh muốn nói lẽ cho anh xuống xe. Ngại ngùng khi có những ánh mắt nhìn nhìn theo anh với em mà. Sao em nỡ đứng yên khiến cho anh thật đau lòng, yeah. Anh sẽ làm nó nghe
ngay hôm nay và sẽ không để một giây nào chậm trễ. Như là AK-49, tình yêu đẹp luôn là như thế. Em mang tia nắng xuyên qua tâm hồn, em cho âm thanh chìm vào cơ thể. Em là viên thuốc cho anh sinh tồn, em là giải pháp trong nhiều cơn mê. Sẽ đưa tay để bắt cả bầu trời, anh sẽ đem hết nỗi nhớ đến với tim em. Anh sẽ có thêm một người để mà chờ mà đợi, sẽ là tài xế với cô riêng em. Mình sẽ ăn hết mấy món mà em thích, ngồi ở những chỗ lần đầu tiên đến. Anh sẽ lấy quê anh và cho em nên là lại ở trên đồi cho hai chúng ta người xuyên đêm. Anh chỉ muốn mình không còn trống đậu, nhưng nó trong lòng hãy nói ra đi. Chỉ muốn anh trên anh được đèo em sẽ được dài hơn biên giới Na Uy. Có những điều anh xem đơn giản, cuộc sống này vui hơn là ta người. Để đi với em trong trời mưa là mà giống như là đang tới Paris. Baby yeah, bao nhiêu con cái còn chưa yeah, đã tới sân chỉ còn đường mưa yeah. Lúc em đang hướng bao nhiêu đường yeah, lúc mà em mới còn chưa mê. Nói ra như thế rồi lại được giống như bà má thật sự. Giống như bà má nó sẽ hạt mưa tí tách nhẹ rơi trên mái tôn. Anh nơi quá ly say vậy sao mà anh về. Chợt hiện ra với những ký ức liền gọi đến nghe cho số em. Anh xin quá giang trên đường em tiện đi về. Điều mà em muốn nói anh không muốn nghe. Anh muốn nói lẹ cho em xuống xe. Ngại ngùng khi có những ánh mắt nhìn nhìn theo anh với em. Mà sao em nơi đứng yên khiến cho anh thật đau lòng. Con lít xanh như là em định lên đầu. Sài Gòn 24 tiếng chỉ còn anh đi với em. Vượt đèn xanh qua ngã tư trên đường đôi mình đi về. Now baby yeah, bao nhiêu câu ca em còn chưa nghe. Con tới xanh chỉ còn đường mưa yeah. Tại em đang ước bao nhiêu đường yeah. Cũng bị em mới anh còn chưa mê. Nói ra như thế sao lại được. Giống như bà má đã xưa yeah. Giống như bà má đã xưa. Và ngay bây giờ sẽ là Cozy từ team Cao Rick. Vẫn nguyên vẹn đứng chưa đám đông qua bao lần say sát. Là vì từng ấy như cô gái đó khiến nó ngồi đây hát. Nhưng ta không có những lúc bao nhiêu nghi suy kia không được ngây ngăn. Thì có lẽ giây vui vẫn cứ vẫn sót trông mong vào may mắn. Đi qua nắng to rồi mưa rơi, đắn đo còn chưa ngơi. Từ lúc flow còn đưa lời và cả lúc fan còn thưa vơi. Mình nói với chiếc mây cùi, bay có phố khăn tay nó lấy chui. Đó là lâu năm khi đã thấy mùi, mà trong nghe đâu cho nó chân này lùi. Không nhớ không sâu ngân hoan, nhìn tuổi nhỏ chóp lâu không ai tân trang. Cửa phòng đóng xuôi đi bao âm vang, dù còn nhiều đợt sóng đưa chúng ta tâm trang. Ban đêm vẫn im lặng làm vàng, đam mê vẫn luôn còn giàu dạt. Lấy quyết tâm làm màn đạp, cho nên nó đâm đầu vào nhạc. Vì nó muốn bay cao được gió cuốn, mang tới nơi nào niềm đau sẽ thổi cao. Để đôi chân tôi đi quanh co dưới lên vực sâu. Dù lâu nay lâu anh đi bên quan tâm trả lời dù mới được câu. Một nơi đâu sẽ đâu chào ta. Chưa có vài năm mang theo tài năng cùng bao nhiêu bài văn khi nó sạch mà lì. Tập trung vô làm mong quan hệ xung quanh càng tăng cũng là lúc nó càng thêm là đại enemies. Can't let them mess up my energy. Celebrate, dọa thêm lì. Rồi nó có nghề giúp trình tóc thêm 10 phút khoa áo phi lùng đi cho chơi kể bơ lên thì. Điểm tin nếu làm sơn nó cũng đã là nhà người để rồi chọn được vui mình vẫn như trốn chơi. Tại sao phải lãng phí nước mắt và nụ cười vào một ngày làm gì cho nó tốt hơi. Họ muốn thế lúc đó là phất lên rồi, chẳng bao thêm một ngày mà nó muốn rơi. Họ đâu đưa tay vào cái lúc đó chìm, còn vào tiền tùng đã đi xuống mây. Nó đã thức giấc và nhiều ngày bên ngoài. Và đôi khi tự do đi kèm cô đơn. Là suy tư đi căng thêm vì no cơm. Chắc là ba nhưng phải lo như cả to hơn. Ta nữa đã không nhận về dài. Mong cho ở nơi ta có cha mình an yên. Đôi đi còn được riêng cả lòng ngang nhiên. Nên đôi tự khuya mình không bao giờ phố hơn way. Nhiều anh mắt sắp bên lề. Kẻ giang quanh nó mà vai kề. Nhiều bên quá cứ chẳng quay về. Để nghe nhau tôi nói thề. Nhưng mà phải moving on. Tới khi nào lương mình con. Gotta keep moving on. Don't get through the storm. Nói sẽ khát khao ngày nào làm gì với nó coi. Cả mắt đã sáng hơn xưa mà lòng người nó khó soi. Chơi với chút tâm ngập, trôi trong những bất cập. Mang theo nỗi hoa thơ.
thân mà quên đi đứa con ở một nơi đâu xây lối chào ta. Lục tìm về đâu chào đi đến khi nào xa. Yeah. Ở nơi đâu xây lối chào ta. Lục tìm về đâu chào đi đến khi nào xa. Có một thí sinh mà anh ta luôn luôn đầy năng lượng, làm cho mọi người bất ngờ và kinh hãi về cái khả năng của mình. Người mà tôi muốn nhắc đến, thưa quý vị, ngay bây giờ, đó là đại diện của team Karik, Freaky. Và đây sẽ là sân khấu để đời của mình. Nhỏ tưởng xây nhà trời có thể cho mình cả đế chế, cứ tưởng đi bụi có thể chẳng còn nghe ba mẹ nề hà. Hồi nhỏ cứ tưởng bỏ nhà là có thể trốn khỏi thế giới, giờ nhận ra chạy trốn khỏi thế giới là khi con được về nhà. Cái xe đầu tiên mà anh nhận được là 50 ngàn. Không có một MC giới thiệu hay mặc bộ vest lịch lãm, không kịch bản, anh bịt mắt tưởng tượng khán giả quanh bục giảng. Như thể mẹ anh đứng đằng sau cánh cửa lén mỗi khi viết nhạc, vì tiền đọc các bạn dành dùm dư giả. Như vì người thứ ba nên gia đình tan rã, nên đều trang chiên chút thơm phức, khoe sơ mi chỉnh tề, là công nhân viên chức nghiêm túc nhưng mà hành kiểm tệ. Stop. Nếu em hỏi anh lý do phải thành công vì không muốn dừng mặt một cái hộp lớp, nếu em hỏi anh lý do anh phải giàu vì anh đã từng ăn cơm trong hộp xốp, nên mà họ xem anh không là con người nếu xa cảnh và học bà anh không xuất sắc. Bạn ăn cơm hộp cao tới nỗi khuất mắt, còn thứ mà anh ăn kêu trang nước mắt. Trang sức không phải nói anh giàu, là thứ khi lúc nghèo anh luôn ước có. Hóa đơn cũng đủ lo anh giật bóp, và số dư tài khoản chỉ là thước đo. Thành công muốn lấy đi những người bạn, thành công muốn trả anh sự cô đơn, thành công muốn biến anh thành người khác, anh chỉ muốn về cùng mẹ anh thì tốt cơ. Ngày bữa đi trên lang thang với những tâm ma vây quanh, ta thở ở đâu dám đứng lại. Phản chiếu trong thâm tâm ta, ta muốn vươn cao bay xa trong lại khi số phận đã an bài. Lặng lẽ ta đêm cùng lao và máu, xây nên bao tiếng vỗ tay cho sân khấu. Tiếng ta và ta sẽ hát bao câu hát vang khi dừng chân ta vẫn có đi. Hồi nhỏ tưởng xây nhà trời có thể cho mình cả đế chế, cứ tưởng đi bụi có thể chẳng còn nghe ba mẹ nề hà. Hồi nhỏ cứ tưởng bỏ nhà là có thể trốn khỏi thế giới, giờ nhận ra chạy trốn khỏi thế giới là khi con được về nhà. Alo, ba mẹ hả? Con đang thi vòng 3. Dạ, con khỏe. Mẹ hy vọng con, mẹ tin con làm được. Không, không, không có gì hết, mẹ tin con. Con nhận ra ánh mắt của mẹ khi con việc khách hàng chẳng tới lui. Con nhận ra ánh mắt của ba khi tiền học phí chạy ngược tới xuôi. Đem vào phòng, cất đầu giường, lặng lẽ tô bức tranh màu hồng. Chui ra từ bụng mẹ, bước ra từ tivi, để một lần nữa ở mẹ con vào lòng. Khác biệt cho khác biệt so với đồng trang lứa đệ, không làm ai thất vọng từ nhiều mẹ ta hứa sẽ. Con đánh bắt đứa trẻ cho tới khi con trưởng thành, nhưng biết mà trưởng thành khi còn là một đứa trẻ. Thế thân làm công cụ, làm giàu cho ông chủ, không biết để đánh đầu nếu bản thân con không thử. Đánh đổi sáng ngủ y thì chỉ chắc không có tiền, nhưng để có tiền học mà đã nhiều nếu không ngủ. Lo cho mẹ sống khi mẹ sinh non, chỉ nhìn qua lồng kính không thấy tự tay chăm dưỡng. Bà nội thì không hiểu cho mẹ còn không nên đón. Vô số là cây vã không phải trốn những găm sườn. Là ngày tháng vào quầy bán, mang chiếc xe ông chờ để mua con đôi giày đắt. Là thằng nó ruột rè bác thường bỏ thằng này nhé. Phố đầy rác sống trong nhà đầy sáng, mà muốn con thành bác sĩ nhưng mà con đi sợ máu. Mẹ cũng lo ngày ngân hàng sẽ tìm đến vì nợ xấu. Chẳng ai biết thằng nhóc chưa chết con sợ đâu. Sẽ đã chịu dư luật khi được đứng trên sân khấu. Nhưng như con không thể tự đuổi sống mà đam mê. Thì mẹ nói rằng anh nhớ con vẫn còn sổ hồn cậu. Con là thất vọng của hy vọng, lý trí đặt bên lòng ngược trái. Người ta bảo rằng con chỉ sống là kẻ mộng du ở thực tại. Chúng ta đều có hai cuộc đời, sinh ra lành lặn hay bó bột. Cuộc đời thứ hai bắt đầu khi con nhận ra con chỉ có một. Bởi tình yêu không phải là tất cả, khi con nhận ra thì chỉ quan trọng hơn khi cả gia đình đã chết đói. Mẹ là fan đầu tiên của con, đọc những thứ tên con viết vì dây đốm là thứ tất cả nói. Chỉ có thứ anh nào trên đời ngon hơn, bảo cơm mà giao 200 cây số. Con có thể chỉ đạo các bạn người, nhưng luôn là đứa con hư cả ba phải dạy dỗ. Không muốn ăn nhiên không phải ăn phật, nhìn thấu bản chất bên trong bản thân. Không muốn ăn bài cho vụ an toàn, nhưng không thể gian lận dù để gian truân. Lời nói tan hình hậu quả tan nhẫn, than nghèo làm thân thế sẽ làm thân. Cô bắt đầu đam mê chỉ trong quán nét, đi tìm cơ hội trở thành quán quân. Quán quân hả? Có thể cho mình cả đế chế, chẳng còn nghe ba mẹ nề hà. Đôi khi muốn trốn khỏi thế giới, còn trưởng thành nữa.
đó là khi con cần về nhà. Mời quý vị đến với chiến binh của Team Karik, cô gái Sai Điện. Hay là mật thất, chẳng thể riêng vẻ đẹp của một thiên thể.
và lúc trong dân người dưới dòng sông trực trực cả bấy nhiệm vụ còn quái vật. Bắt đầu bước đi lên phía trước để cho chúng thấy đi bảo hôm nay thì trời sẽ đổi như trái gấp. Tất cả ngày mau đứng dậy cùng nhau chiến đấu và bắt đầu chung tay cùng nhau tung bay hả? Cùng nhau bùng cháy in gì gần cùng luôn bắt con ở một vị trí không bao giờ lung lay. Để thành công tiến lên phía trước move. Thành công sao tiến lên phía trước. Khi mà ta vừa gọi đại bản đi bao trường sẽ vỡ chân. Xa cơ và lỡ vận cơn sóng thét gào từng cơn tận oai hùng. Sống cầm lên tình thét hoặc trong tiếng thét ở thời trường khuya. Ánh mắt như là ánh lửa sụp sôi trong đôi mắt của ta khi bước ra ngoài cánh cửa NY. Fall oh. Hands up move. Vì tăng đông có riêng lẻ, dấu anh lên trên mặt đất. Biên phủ hay là mật thất, chẳng thể riêng vẻ đẹp cùng một thiên thể. Tôi đứng lên bàn này, đứng lên bàn, tôi đứng lên bàn cùng nhau. Khi sự tự do và tương lai sẽ sáng như ánh nắng ban mai. Ta chiến đấu, đi đủ về đủ. Lý tưởng bảo vệ sự tự do luôn tồn tại. Ánh sáng tất cả những sẽ được gột rửa. Giấc mơ của bọn chúng sẽ thành thực khi âm dương thái cực bị mất đi một nửa. Ta chiến đấu cho những gia đình, cho những anh em, cho những bạn bè, cho những chiến hữu để bảo vệ những người ta yêu thương. Chiến đấu vì tổ quốc để giữ gìn độc lập, một tình yêu cho đất nước và quê hương. Người này ngã xuống, người kia đứng dậy, từ những trẻ em cho đến những người chống gậy. Ta sẽ mang vinh quang cho non nước mây trời. Hoa một lần nữa lại sống dậy. Ra đa cho những người đã nằm xuống để bảo vệ sự tự do của tổ quốc và những người tuyến đầu chống dịch để chúng cho chúng ta cái show ngày hôm nay. Shout out to Karik team. Shout out to thầy Ryan Mastic. Yeah. It rise, fall, oh my. Hands up, move. Khiến vì nghiêng nghệ, vì tăng đông có riêng lẻ. Dấu ảnh lên trên mặt đất, biên phủ hay là mật thất. Sẽ riêng vẻ đẹp của một tên thể. Đứng lên bạn này, cứ lên bạn, tôi đứng lên bạn, cứ đứng. Rise. Bước đều bước. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Đã đến lúc chúng ta cùng nghẹt thở một tí với khủng long nhà Karik CJ. Mọi người gọi anh là Hải Triền đến từ OTD. Còn má anh ta bỗng hạ xuống sau khi mở cửa vào nhà. Đừng cười những thứ cuộc đời muốn lại khiến nước mắt anh trào ra. Kim ngắn đồng hồ vào ba, suy nghĩ của anh lại ra bậy. Ném vào tôi chiếc áo và sao cuộc đời lại đối xử như vậy? Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bị anh đạp đau nhói. Anh có rất nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Trăm ngàn sự ức ức nằm sau một nụ cười kích cỡ cũ. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu. Nghe và dịch bằng mắt và tai người khác nên chút khổ. Là một người đàn ông là một tương tư thì chúc bạn họ mãi mãi không được khóc. Và người ta nói một nụ cười thì lại bằng 10 thang thuốc bổ. Vậy thì miệng cười nhưng tâm không vui, liệu đó có phải là thuốc độc? Và đôi chân đi đi về đâu để không lạc nhau ở trên đời. Muốn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Làn danh ở bên ngoài kia làm ta đau đến không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Trân trọng ta khi có tiền xe nhà, ta sống theo cách họ muốn thì tâm hồn trôi lên đến như nghe. Ở bên ngoài cánh cửa ta sợ họ đánh giá ta, nhưng mà ở bên trong cánh cửa thì chính ta lại đánh giá ta. Wow, ông bác sĩ
cứ thế và không thể hiểu tôi. Tại sao tôi nói về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại biểu bôi. Những cơn đau đầu, những cơn mất ngủ, tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại. Bởi là mở con cũng được để tôi tự do mang vai những ta ngày dài. Và lấy cái kế trên vòng bơ vòng vòng nước mắt đưa xuống và rồi nó chảy thành dòng. Nhìn vào tôi anh thấy nét vẻ nguệt ngoài của đứa con thơ. Do căn bệnh trầm cảm này đẩy họ đi ra xa, ôm mầm sâu trong cơ thể và đến lúc đâm chồi ra hóa. Thế nhưng này ta như cái gai nằm ở bên trong khóe mắt, nỗi lòng của ta kinh chạy nhờ như hình dòng của nhân thoát. Ai cũng mong cầu bình yên mà lại đi né tránh đau khổ. Ta không thể có được cầu vồng nếu cơn mưa không tránh nhau đổ. Thâm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế. Hay với gia đình bản thân mình dù xã hội coi như bạn nhiều nghề. Vì con người thích phô trương như kẻ sách bụi hay đóng. Hạnh phúc có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm là nguội hay nóng. Vẫn chân này đi về đâu để không làm nhau trên đời. Vì dù ta muốn ta vẫn luôn là ta tuần xa nơi chân trời. Làn danh ở bên ngoài kia làm ta đau đến không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Thưa quý vị, đứng bên trong nghe mà nước mắt rơi nè quý vị. Bỏ tay, giả mang, khủng khiếp, nghẹt thở. Chỉ có thể là C-Chain.